Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Hiện tại bây giờ Hoàng Anh đang đứng ở tại Ốc Eo của An Giang. Hình như Ốc Eo có thị trấn Ốc Eo và có rất là nhiều di tích ở đây. Và ngày hôm nay Hoàng Anh xin phép được giới thiệu tới các quý bà con là người dân ở tại An Giang cũng như những quý bà con cả nước Việt Nam chúng ta về mô hình trồng sầu riêng Musakin khá là dễ thương và thích nghi rất là tốt ở vùng thị trấn Ốc Eo. Nhiều quý bà con hay nói là trời ơi, ở An Giang trước giờ trồng lúa không à, ngập lụt tùm lum tùm la, có trồng sầu riêng được không quanh? Và Hoàng Anh phải cất công giải thích rất là nhiều, vì thực sự ra là khi mà trồng sầu riêng chỉ cần đất của chúng ta không bị nhiễm mặn, nước chúng ta không bị nhiễm mặn, không bị phèn quá, hoặc là nếu có phèn thì chúng ta có một cái độ trễ về thời gian để cho cái phèn nó được rửa trôi đi, thì như thế thì cái cây sầu riêng chúng ta vẫn có thể thích nghi được. Và quan trọng nhất là kiến thiết phải đúng, cây giống phải đúng, đúng giống và cây chất lượng, và đồng thời cái cách chăm sóc và đi phân bón chúng ta hợp lý nữa là cây sầu riêng chúng ta rất là khỏe. Vậy thì con thấy ở đây thì mấy anh chị thì Hoàng Anh thấy là cây, nói chung là về mặt sầu riêng cơ đọt như vậy thì là được thôi chứ không phải là khỏe lắm, tại vì rõ ràng bà con thấy nếu mà cái cây sầu riêng khỏe thì cái đọt của nó sẽ búp hơn, le hơn, là cái những cái chồi này nó sẽ có cái màu đỏ, cái đọt non này nó sẽ có màu hơi ửng đỏ chút xíu chứ nó không phải là ngà vàng vậy. Và thật sự là nãy giờ Hoàng Anh có thăm khám vườn thì Hoàng Anh thấy một số cây đang có dấu hiệu bị bệnh và những cái cây này nó cũng đang không phải trong tình trạng quá khỏe nha quý bà con nha. Thêm một cái nữa là mặc dù là đã thành công với mô hình nhưng mà chúng ta đang thiếu một vài cái kinh nghiệm về cái việc này, là mỗi năm là chúng ta phải kè cái mô ra, rễ tới đâu thì tàn tới đó, và hiện tại bây giờ tàn rễ thì tới đây rồi nè, nhưng mà cái mô đất thì chưa có, chúng ta đang thiếu cái hiện tượng kè mô. Cắt tỉa cành tạo tán thì do chúng ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, với là chúng ta cũng chưa hết thời gian nên thành ra cái cành nó hơi xỉa lung tung. Chẳng hạn như nếu là Hoàng Anh đã phải cắt tỉa cái cành này tùm cắt này tắt kỹ cái thành này rất là lâu rồi, chứ chúng ta để sọt như vậy đâu được, tiếp chuyện cô đi em. Chúng ta không có để cái cành này này sọt lên như vậy. Và khi cắt tỉa cành là chúng ta không có cắt tỉa cành cái cây nó quá, cái đoạn nó quá dài như vậy. Chúng ta cắt tỉa cành cái đoạn nó phải vắn vừa phải thôi. Và ở phía bên kia anh Hùng đang hướng dẫn anh chủ anh cắt tỉa cành, thì anh sẽ di chuyển qua để quý bà con chúng ta cùng xem. Vừa có một mô hình thành công về sầu riêng Musakin ở mặt kiến thiết và vừa biết thêm được cái cách cắt tỉa cành như thế nào cho nó hợp lý nha bà con nha. Quan trọng là chúng ta không được nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Thằng anh hay nói đùa là mỗi một cái lá bà con chúng ta nuôi đó, mà nuôi mà không hợp lý đó thì đúng là một cái việc là nuôi ong tay áo và nuôi khỉ dòm nhà. Hình như chúng ta đi lộn clip rồi anh ơi, chúng ta phải đi qua cái clip bên kia, xin lỗi quý vị nha. Chúng ta di chuyển tiếp đây. Bà con thấy ở trên lá đang vẫn vơ lại những cái vết bám dính màu xanh. Cái đó là do khi mà chúng ta sử dụng một số cái sản phẩm nấm khuẩn mà không có cái độ, không ở dạng công thức nano đó, thì nó sẽ rất là dễ để lại cái màu bám dính, nó rất là ghê ở trên cái cây của mình nha quý vị nha. Cây bơ đọt cũng không phát triển lắm. Nếu mà nói theo cách công bằng của Hoàng Anh á thì đọt đang không phát triển lắm nha quý bà con, nhưng mà nhìn chung thì cây cũng đang phát triển cũng ok được. Cây này đang bị bệnh nè, đó một số cây đang bị bệnh kìa, chỉ về tới kìa. Đó, bà xã giỏi quá trời luôn, vừa đi làm rồi vừa chăm sầu riêng. Cây này có dấu hiệu sẽ dễ bị, nói cây này bệnh dữ luôn. Trời ơi bà con coi nè, 2.000 một lá, tính đi, rõ ràng là cây này đang không khỏe nè. Cái đọt của nó lá nhỏ xíu nè, bà con thấy không, lá nhỏ xíu xiu luôn, đọt nó lá nhỏ xíu xiu, cây đang không khỏe lắm. Trời ơi cây này nãy đem đứng bên kia xong, nhìn qua bên này xong, đúng là cây này bệnh dữ nên đừng ghé vào nó. Bên đó. Này xong bên kia xong. Chị về tới rồi. Bên rồi. Đây xong bên kia xong. Làm việc. Dạ em nói dạ kìa. Thì anh cứ cắt đi, anh trổ tài là đàn ông của gia đình coi. Dạ em nói chủ yếu là nó cái thịt không à. Em thì yếu quá. Nay chuyển qua anh đi. Rồi nghe sao em rồi. Xem Su Huynh cắt cành nha. Anh Hùng mở micro lên mẹ em. Rồi. Ủa mở nãy giờ luôn hả? Mới mở vừa mở luôn á. Mới vừa mở hả? Hay quá vậy ta. Thì đây là em cái hướng dẫn cho anh cắt tỉa cành tạo tán cho cây mình lần đầu tiên nha. Này... cái đó nhà cành đó cắt luôn anh. Dạ, để kéo mình sát vô. Sát vô đây. Đúng rồi. Cái cành này. Cành nó cắt luôn anh. Quá trời âm tùm. Cây này đúng ra phải tỉa nó hồi hôm tháng Giêng tháng 2. Cắt sát vô xíu đi anh. Cắt sát vô đại vô. Anh đưa cái nè, đưa kéo lên chỉ cho. Đây, khi mà anh đưa cái mặt kéo á, nó vừa ôm chung sát với cái má cái cây nè là mình bấm được rồi, chứ mình đừng có canh gì đặt ở ngoài vậy không được đó, để cho cái cây của mình nó mau liền cái da. Khi mình để xa mà này, khi mà mình cắt á
là mai mốt nó còn nhảy tược lên nữa thì mình phải tốn là một lần cắt mà cái cây mình mất sức đó. Rồi vậy, đi vậy giùm em đó, bấm vậy là cứ bấm thôi, trả gươm là chảnh. Rồi okay. Anh làm thử này. Mấy cái nhà cành này là nhánh này cắt luôn hay gì? Nhánh này nhánh, mấy nhánh này nhánh trái anh, với cắt cành gác rồi thôi. Rồi cái nhánh này là cũng là nhánh nhánh gác nè, cái này kê đại sát vô anh, cây mút nó nhảy tự lên nữa đó. Chà, cây này có dấu hiệu hai thân nè. Anh đã kiểm soát một cây cán nó dưới mà nhánh lên trên này quên kiểm soát nè. Anh cắt hết phần đó đi anh, rồi tụi em chỉ anh nhánh lên trên. Chắc anh biết. Anh gông cái phần ở dưới hết đi rồi em hướng dẫn cần cắt hết thôi. Cắt hơi không biết đường cắt rồi, anh cắt thử. Cắt yếu tay. còn nhát đúng không? Kêu chỉ rồi, ra, chỉ ra tới giờ kìa. Em sẽ hướng dẫn cho anh. Rồi ấy tiếp. Vậy đó. Những cái cành nào cái này là cành đực luôn, bỏ luôn phải không? Đúng rồi anh, cành này là cành đực nè, mình cắt mình bỏ luôn, mình không có giữ lại nó, cành này cành vô dụng. Đó. Bóng đầy. Em để nhẹ nhàng quá anh, gồng hai tay không vậy ta. Gác cái tay. Rồi bây giờ quản lý cành ấy đi, quá trời rồi, cái cành này nó lên bằng gần bằng người ta luôn rồi. Sao mà không thoáng lên một cái. 2000 lá. Cây kia bị đổ lá rồi kìa. Rầu dữ vậy. Rồi, anh qua bên này em chỉ cho anh cái cành này nè. Đây, đây là một rồi, đây là cái cành rồi, cành vượt theo tán nè. À, mình cắt từ đâu được. Đó, bây giờ em sẽ cắt cho anh là ở đây. Rồi. Anh thấy cành vượt nó nào mất đi cành cái của ta ấy không? Rồi. Rồi. Thì lúc mà em cắt đây là những cái cành cấp 2 bên này. Nó, ra nó sẽ nở ra, nó thành cái cành cái. Còn như anh để như vậy thì nó chỉ vượt lên thôi, nó không có nở cành. Đó, thì anh bấm luôn. Đó. Cái bên kia có người ta? Có anh. Cái này nhiều lắm à. Cành này giống như cành này thì mình bấm ở đây để chừa cái cành này thành cái tay nhánh này nè, nó thành cái tay đó. Thì bây giờ em sẽ bấm ở đây luôn, anh thấy cái cành nào mà nó vượt lên muốn bằng cái cành cái thì mình bấm coi cái tay nào thì mình bấm theo cái tay đó. Đó. Ủa tính ơi, khi mà mình bấm cành tạo tán xong á là anh phải xịt thuốc ngừa để ngừa nấm bệnh nha. Xịt gì? Xịt siêu áo giáp đó. Dài bữa nó sạch vậy. Bữa nó sạch vậy. Mình canh khi nào mà mình cắt là mình là thuốc mình về là mình canh mình cắt rồi mình ấy. Khỏi cắt không? Đâu có, này phải đó, phải cắt anh. Ốp nè, cành này anh cắt nó bị lỗi hồi nhỏ nè. Có mấy cành ốp lên đó. Cành này nè, cành này nó dư quá nè, thì mình cắt bỏ luôn. Để cho ở trong thân nó thông thoáng, nó không có bị gập. Thì mới tâm rồi. Như cành này thì mình bỏ luôn nè. Mình không giữ nữa. Hồi nhỏ thì mình để cho nó bộ lá đủ nó quang hợp nuôi cây thôi, còn bây giờ nó lớn cây mình đủ lá rồi mình cắt bỏ luôn nè. Chẳng hạn như cành này nè, nó cứ cất lên vậy nè, nó bản thân nó là cành áp, nó sẽ ảnh hưởng tới cành bên kia nè. Đây là cành này cũng phải cắt nữa nè. Đó, cành nó bị áp nè. Để như cành này nó vươn lên đúng không, anh thấy nó vươn lên không, còn cái tay này nó làm lại ra ngoài đó, là mình bấm bỏ thằng này để cho thằng ở phía trên nó xà xuống. Phía anh trên nó xà ra nó mới cân đối cái cây mình được. Okay. Gọi là cành áp á. Anh thấy chưa, cái cây mình phải tuyển rất là nhiều cành luôn. Nó qua nhiều giai đoạn lắm. Đó, đây. Này mình để tới đây là mình cắt hơi nhiều, mà không cắt thì không được. Tại mình không khống chế nó hồi nhỏ, rồi bắt đầu bây giờ mình mới tỉa rửa nó. Thì mình thấy cái cây của mình nó mất cái tay chi nhiều, rồi nó bị lỏng. Đó, nhưng mà anh tỉa như vậy thì mai mốt cái cây mình nó sẽ xây tán lại, không sao hết. Bây giờ là cây nó trả về đúng bản thân, cái chất thật của nó là bao nhiêu cành cái là anh thấy rồi đó. Còn chẳng hạn như anh nhìn cái cây này đã cắt tỉa cành xong rồi phải không? Rồi anh nhìn qua cây bên này là chưa cắt tỉa cành nè. Rồi bây giờ tụi em sẽ cắt cho anh coi nè. Giờ anh không dám ra tay rồi, em phải ra tay nè. Cắt cho anh coi để anh thấy nè. Cành này là em thấy cũng có cành hơi vượt lên rồi đó anh Hùng, 2-3 cành luôn. Quá thế luôn. Nói chung là cái vườn này mình chưa có sử dụng cắt tỉa lần nào mà. Rồi. Chưa. Vợ cắt không à. Tự cắt luôn á. Rồi thì bây giờ em sẽ hướng dẫn thêm một cây nữa ha. Thêm cây nữa nha. Dạ. Đi làm cũng xa cũng cực nữa mà. Rồi, đây. Cắt về bỏ. Sao chị chưa ra tới? Cành vô dụng. Đây là những cành tâm nè. Cành tâm, cành gác nè. Mới đầu tiên là vô mình cắt, mình gông những cái cành tâm, cành gác trước.
rồi mình nhìn lại cái cây nào, cái cành nào không được nữa thì mình cắt tiếp. Thấy cây, anh thấy cây cắt từ dưới lên trên nha anh. Cắt từ dưới lên trên cho nó thông thoáng mình mới dễ dòm. Chứ mình cắt từ trên xuống dưới là mình thấy mình mơ hồng ma hồng trận luôn. Cành này là cành ấp thân nè. À, mình cắt bỏ luôn. Mình thấy rút ra cái cây mình nó trống liền. Biết còn nhiều lá chưa? Đó, còn đây là những cành tâm, cành gác. Cành này cũng vậy. Coi các cành đi tới nè. Cành tâm. Cành tâm là bấm bỏ hết. Hồi xưa chị cắt làm sao mà chị chừa. Cái cành ngay của anh nó cũng đang cất lên luôn á anh Hùng. Cái cành ngay của anh nó giờ phải cho nó xà ra đi. Bà xã làm gì giờ? Anh làm công ty hả? À. Trời ơi. Rồi ông bắt tôi cắt cành chứ ông. Đi bắt thuốc không à. Dạ. Chứ giờ cây chị cành vừa quá trời. Bán thuốc đi, em đi lấy mẫu kiểm tra chất lượng. Dạ, ok ok. Kiểm tra thoải mái. Nhưng chị không cắt gì bữa chị đâu có cành cái đâu, toàn là cành vượt không à. Đây, à, thì giờ em đang hướng dẫn để chỉ cho anh nè. Cầm kéo cắt đi anh. Ông chịu, ông nói tao gung quá à, tao gung hơn cầm ly bia. Giác tài lắm, em cắt không à. Dạ. Thôi chị, tao coi mẹ em chị coi. Không biết thuốc luôn. Chị coi giùm em nha, coi em cành đây ấp là nha. Cũng là cành ấp thân nè, cái cành vượt lên nè, em bấm em bỏ luôn để cho cái tay này nó nở ra, những cái phần nhánh này nó nở ra, em bấm bỏ nè. Coi rồi, nãy giờ cây rồi. Còn ở trong này, cành đông thân, cành đực. Lá chị nhỏ. Nhỏ, giờ mình làm sao mở với cái lá nó vàng, mấy cây bên đó thì nó bị hư chết hết số cây rồi. Cành đực. Có biết, cái nãy của chị anh bị bệnh rồi. Bệnh gì? Bệnh tiếng trùng với nấm. Kìa coi, bây giờ coi ấy đi. Coi giùm em là những cái cành này, cành ấp ngọn nè. Em bấm nè, để cho mấy cái tay này nở ra nha, nó không có vượt theo cái ngọn nha. Thôi giờ vô cắt ngọn đi, trả tiền cho, giờ không biết vô cắt đâu. Cũng không có thời gian đâu ạ. Tụi em cũng không có thời gian đâu chị ơi. Cành nó mới to ra đó. Đúng rồi dạ. Chị, với lại cành cành ở phía trên nó mới xả cành cái ra được. Còn không nó ốp cành vô toàn cành nhỏ không à. Cắt được cái mình tiếp nha. Mình hay bị vậy đó. Tống nên cây, ha. Cây mà mình tỉa tống như vậy á thì mình hạn chế được cái lượng phân bón của mình nè. Rồi thuốc từ sâu đồ này kia nè. Nó nhiều lắm. Mà cái cây của mình là cái tay nó cắt xong á là cái tay cây của mình là nó bự lên. Bự thẳng lên luôn á. Nó bự lên. Là bao lâu á, nó bự mình nó cắt nó nửa tháng, 2 tháng gì nó bự lên. Chị cũng quay cho nó thời gian nó có dinh dưỡng đồ này kia nó phục hồi lại chứ. Bây giờ thuốc ở trong kho nhiều quá rồi ha, vô cách xử lý thuốc là có trộn với mùa của công ty thành phẩm. Dạ. Rồi bao lâu mới thăm vườn lại. Thôi dưới này chắc khoảng tháng rưỡi á chị. Rồi, trên đây là những cái cành ấp thân, ấp ngọn em cắt hết đó nè. Không biết được mấy cành đó rồi. Bởi em nói chị. Mấy cành vườn nó gần mấy cái ngọn chính đó đó. À. Đây nè chị, anh Hùng chỉ cái chị cái cành bự này nè anh Hùng. Đó. Cái đó đó. Đây nè kìa, chị. Chị nhón cành ấp ngọn. Ngọn lên nè. Nó vươn lên không à? Nó không có có xè cái nhánh ra. Thì bây giờ em bấm ông không cho nó vươn lên nữa mà nó cho nó xè cái nhánh ra. Bấm nha. Đó. Đó, rồi cành ở phía trên luôn qua rồi cái vườn chị nó vậy đó. Chị không cho em bấm em cũng bấm à. Nhưng mà sau khi mình bấm xong rồi mình phải xịt thuốc ngừa nấm bệnh nha chị. Hả? Dạ mình bấm xong là mình xịt luôn. Thôi tối nay ở đây ăn cơm mua bánh đi. Thôi ở nhà quan sợ. Rồi. Đó thì cái cây của mình ở đây thì nó chỉ bên có vậy còn, thôi. Bên này còn hai cây bên này nè ông Thần. Bên đây hả? Nữa hả? Chị làm công chức nhà nước. Đây. Đây là chị như nhánh này nè. Đây mình bấm đây. Thôi tháng được có mấy triệu bạc đó mà. Sao bằng công ty được? Còn nhánh không? Chừng nào trên. Mà có trái đi rồi khỏe đó. Thì ông mới cất nhà chị ở đó. Có hay đâu. Rồi thì đó, đây thấy là cái cây của sau khi rồi, mà cắt tỉa rồi đó đây. Rồi em chuyển qua cho anh cắt giùm em. Thôi bây giờ qua nó up video đây đi để ông cắt rồi ông mắc cỡ nữa quý bà con. Đó nãy giờ cắt tỉa cành rồi đi xem mô hình rồi đó. Cắt tỉa cành rồi bà con thấy rõ ràng cắt tỉa cành rất là quan trọng. 2000 lá nãy giờ biết bao nhiêu tiền rồi. Cây này là anh Hùng anh còn cắt nhẹ tay đó chứ anh cắt là anh cắt nữa đó. Các bà con ha.
là cắt tỉa cành phải cắt tỉa cành cho nó sớm, chứ để mà trễ quá là chúng ta sẽ bị tốn rất là nhiều chi phí cho việc nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà nha quý bà con nha. Bà con chúng ta nhớ dùng Hoàng Anh cái câu đau thiệt là đau vậy đi, để chúng ta thà đau một lần rồi thôi, chứ mà chúng ta để hoài nó kỳ dữ lắm nha. Rồi cảm ơn quý bà con nha, và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Và bên đây là dãy núi rất là đẹp, quê hương Việt Nam chúng ta vô cùng hùng vĩ quý bà con, rất là dễ thương đó. Giờ có khói lâm chiều rồi, chắc là đang nấu cơm rồi bà con nè. Và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo nhé. Hoàng Anh rất là biết ơn và xin chào.